Yo, yo, khoan đã, trước khi mà chúng ta bắt đầu đây này thì mình muốn cảm ơn các bạn tại vì chúng ta được hơn 2k like các bạn à. Ha phê vãi. Thì dạo này thì mình khá là lười và mình cũng có gì ta, mình cũng nói chung là làm biếng này, nói chung là vậy đó. Nên là mình không ra video thường xuyên được. Thì nói thật là tôi đang muốn cố thật thà với các bạn đó. Chứ tôi không muốn kiểu như là, chị ơi, tôi học hành mệt mỏi quá, tôi không ra video được, không phải vậy đâu. Nói chung là tôi lười, ok, ha. Ok, giờ thì yo và chào các bạn đã quay trở lại với channel của tôi là và ngày hôm nay cùng nhau chơi Ridley Hotel. Và let's go. Ok, nói chung thì lâu rồi mình không có chơi, một tuần rồi đó, thấy nhớ vừa rồi luôn ấy. Trời, tôi nhớ anh quá quá. Tôi cũng nhớ anh. Trời đất, tôi tự kỷ vậy. Thì ngoài ra còn một chuyện nữa các bạn à, thì mình đã làm mất file save rồi. Lần thứ hai đó. File để cho bạn coi nha, đây, 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 cái đùi thỏ này đúng không? Chỉ có một sao thôi. Tại vì mình quên lấy củ cà rốt rồi. Bây giờ thì cái ông kia không cho mình lấy nữa các bạn. Đây. Đó, không có đúng không? Không cho mình lấy. Đó, khốn nạn thiệt. Mình không biết tại sao mình cứ làm mất file save hoài ta. Mình nhớ là mình lưu kỹ lắm mà. Thôi không nhiều nữa. Let's go. Mở cửa ra. Ôi, chào tiếp tân. Lâu rồi không gặp anh. Nhớ anh quá à. Trời, tự đôi mắt, lông mi, tất cả mọi thứ của anh đều đẹp. À, không đùa nữa. Hồi nãy giờ tôi nói xàm nhiều quá. Thì trước đó thì có một số bạn bảo cho mình là chúng ta nên giết cái cô gà lôi trước để chúng ta có thể có được cái ly nước, cái ly rượu các bạn. Nhưng mà mình nói chung là mình chậm quá, mình không có để ý cái đó nên là mình đã giết cái ông lợn trước rồi. Nên là chúng ta không có cái ly ly rượu được. Thôi buồn thiệt. Mình đã coi thử coi chúng ta nên giết ai trước đây. Để mình về mình coi cái công thức đó các bạn, để coi nó có cái gì đó. Cái cô Fission là gà lôi thì cần rượu trắng nè, với lại ngực của gà lôi á. Ngực á, thiệt á. Fusion Breast nè. Oh my god. Thiếu gì cái chỗ ăn mà sao ăn ngực là sao? Thật là bất lịch sự quá đi mà. Còn cái team đọc sao ta? Team là gì ta? Để search Google thử coi. Nó thiệt là cái đời mình chưa thấy cái cây này bao giờ các bạn à. Nhìn nó lạ quá ta. Nó tên của nó là cây xạ hương. Và không biết nó là gì cả. Thì mình nghĩ là cô bồ câu giữ nước màu trắng. Tại vì là cái cô bồ câu á, cổ không có thích uống cái nước màu đỏ mà tôm hùm rồi đó, tôm ăn tôm các bạn nhớ không? Đó, nên mình nghĩ là cô bồ câu sẽ có ly nước màu trắng. Ok, đây là phòng của ngài thỏ và mình thấy rất là tiếc cho ngài ấy. Nhưng mà công nhận là đùi của ngài ấy ngon thật các bạn. Dai nhòn nè và tuyệt vời nữa. Phải nói là cái hương vị đậm đà nữa. Phải có một tí rượu vang nữa mới nuột. Và mình khá là chắc kèo là chúng ta sẽ đi vào phòng của cô bồ câu các bạn. Yeah, rồi. Rồi chết rồi. Ôi trời ơi ơi, tôi xin lỗi nhé, tôi không biết gì cả, tôi chưa thấy gì cả. Ơi ngại ngùng đi mà. Ôi ơi ơi, tôi không thấy gì hết. Ôi ơi, tôi không thấy gì hết. Oh my god, tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết. Rồi để coi đi cô một câu có gì đây. Hello. Hãy lấy cho tôi một ít bắp nào. Được thôi, có thích ăn ngô cái gì. Rồi ngô cô bỏ đâu rồi? Trời mưa này các bạn à. Nói chung là mình ghét trời mưa lắm. Tại vì trời mưa làm cho mình cảm thấy rất là trống rỗng phải không? Buồn bã. Nói chung là mình không thích trời mưa. Khó chịu lắm. Hãy chúng ta một cái radio. Ủa mày giấu gì đó hả mi hả? Mày giấu gì đó tao thấy rồi nhá. Đây là một cái mảnh giấy hình tam giác. Lúc đầu là mình tưởng nó là cái pizza cơ. Ở đây là có mấy cái nút gì đây. Hello. Kỳ thế nhở. Ở đây là cái sơ đồ não này các bạn. Hai tam giác cộng cho một hình vuông bằng 5. Mà cái hình vuông cộng với này bằng chia bằng cái này cộng với cái này là bằng 9. Như vậy có nghĩa là cái hình vuông là nó sẽ là. Ồ khoan. What the fuck is this? Ở đây nè các bạn, đây. Cái này là cái biểu tượng của cái phòng của cô bồ câu nè. Các bạn nhớ nha. Mày giấu gì đó. Ôi mày giấu gì đó homie. Mày giấu gì đó homie. Ủa mày giấu gì đó homie, bỏ vô. Cái đây cái thước phim các bạn. Chìa khóa. Ôi mấy này nó sẽ giấu thế nhở. Mày giấu sao qua được cái mắt mắt của tao hả? Mắt thần đó em. Sharingan đó. Rồi mở cửa ra. Đây là bắp. Rồi đưa bắp cho bà cô nè. Ăn bắp đi chị. Ui thật là quý tộc quá đi. Nhìn thấy cách mà chị ấy ăn bắp kìa các bạn. Ôi mình thèm luôn các bạn. Chìa khóa. Ôi ôi ngon ngon. Rồi ok.
Gì đây? Đây cái trò đùa gì đây? The fuck là mình phải làm gì? Tối. Oh shit, fuck. Cái khỉ gì thế? Sao mày thông minh quá vậy? Trời ơi. Thôi, tôi bỏ cuộc. Ok, tôi xin giơ tay rút lui thôi. Đủ rồi. Máy gì đây? À, toán học gì đây? Thôi tôi không chơi nó mày đâu. Rồi không chơi. Kiếm gì khó cái đã, chị khó đó rồi. Tiếng gì thế? Như vậy là chúng ta phải làm cho cái này nó phát sáng nè, thì cô bà câu sẽ bị điện giật chết. Ôi. Dễ thôi. Ui 500. Làm sao cho nó quay đây? Động cơ một chiều nè các bạn. Rồi giờ sao đây ta? Một đây là cái radio. Đúng rồi. 1 2 3. 1 2. Ok. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Radio nè. Nên cái thứ ba đúng không? Cái thứ ba rồi gì đây? Cái thứ ba rồi trở lại rồi đi xuống. Một. Ôi trời, giấu đằng trời nha em. Tao bảo là tao có Sharingan rồi, mày không tin hả? Sharingan của bộ tộc Uchiha đàng hoàng. Ôi. Ý nghĩa của này là gì nhỉ? Mình có hai chìa khóa, mình không biết làm gì cả. Có con què này làm sao để... Đọc phòng nó. Làm ơn. Fuck you. Oh my god. Mày lấy sinh vật gì vậy? Mày phải là con bọ. Chó nhà mình còn ngu hơn nó nữa. Chặn à. Oh no. Why you have to do this to me? No, fuck you. Why? Mày không thông minh bằng tao đâu. Mày không thông minh bằng tao đâu. Ok, tao xin lỗi. Ok. Tao xin lỗi. Không có tin được cái là bỏ tiếng hót cỡ này rồi sao? Cái não chúng làm tôi gì cái gì vậy? Mặt sắt hả? Anh xin giơ tay rút lui thôi, do ai chết đang bây giờ đây. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Em hãy cứ đi bên người mà em cần. Ê, chết rồi nha em, chết rồi em ơi. Một con bọ. Trời ơi, đằng trời. Nè, cho chị bồ câu nè. Ôi, chị không muốn ăn hả? Ok, có lẽ chúng ta phải làm gì đó với con bọ này thôi. Nhưng mà nó thông minh quá, chúng ta phải tiêu diệt nó thôi. Cái đây là cái... Ok, thì đây là con gà con. Và chúng ta có hai cực các bạn. Một cực âm và một cực dương. Và như bạn thấy thì cái tam giác cộng cho cái này thì sẽ bằng 4. Đúng không? Chứ mà chúng ta phải có hệ phương trình gì đó. X cộng Y bằng 4. Thiệt á hả? Thì ông ta để mình cầm bút ra mình giả thử coi có được không ta. Ủa cái bút nó mất tiêu rồi ta. Ok, mod 5 nè. 51 và x cộng y như vậy là x là bao nhiêu đây, là x cộng y là 1 nè, cộng cho 1 sẽ bằng 4 và x cộng cho 2 bằng 5. Ủa như vậy là x sẽ bằng 3 với lại y sẽ bằng 1. Ôi trời ơi, mình giỏi quá. Rồi tuyệt vời. Ủa như vậy là thì cái gì ta? Cái này nó sẽ là 4, cái này là sẽ là 3, còn cái này 9 trừ 3 bằng 6. Ôi trời ơi. 3. Không, như vậy thì cái này sẽ là 1, cái này sẽ là 3. Cái này chắc chắn sẽ là 8. Được rồi kìa. Ôi mẹ ơi. What the fuck is this? Dừng lại. Wow, không tin được là mình giải đúng các bạn à. Oh wow. Ok, để mình tắt máy tính kìa đã. Rồi tắt đi. Cho vô họng nó đúng không? Sao đi em? Ôi, cái dòng miệng nó vậy? Oh, blackberries. Ngon, những quả màu tím. Tuyệt vời. Mới chìa khóa đó nè. Ủa nó đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày trốn rồi hơn chó kìa.
Mày làm gì đó, đừng có đụng vô, ok, đừng có đụng vô, đừng có đụng vô. Thằng ngu này đừng có đụng vô. Oh fuck. Đại trời đất. Động cơ xoay chiều các bạn ơi. Rồi, sao đây? Nó sáng hai cái, chúng ta còn thêm một bóng đèn nữa các bạn. Rồi, chúng ta sẽ làm theo gì đây ta? Rồi, sao đây? Vậy thôi hả? Mình có thể lấy này ra đúng không? Mình có thể lắp này ở đây. Hay là mình lắp... Ủa, mà lắp bên này không được đúng không ta? Như vậy chúng ta phải theo một cái trình tự nhất định. Hay là ngược lại ta? Ủa? Cái gì vậy? Điện sáng rồi. Yes. Rồi bãi đèn sáng rồi, giật chết. Giật chết mày nè. Ở khoan, chúng ta cần một cái những củ khoai tây nữa. Làm sao đây, khoai tây đâu ra đây? Mày giấu đâu thế? Nhóc, có khoai tây không nhóc? Mày làm gì thế? Tôi bị thiếu khoai rồi, tôi còn một ít khoai. Khoai tây đâu rồi? Oh no, tôi xin lỗi mà. Ủa chưa chết hả? Gì? Cái gì vậy? What the fuck? Oh oh oh, wow. Wow. Sao nó chưa chết? Ôi chết rồi. Rồi chúng ta có cái cánh của bồ câu các bạn. Rồi một bình minh mới đã bắt đầu. Tuyệt vời. Rồi chúng ta có thịt rồi. Nhưng mà mình thắc mắc là cái kho tây nằm chỗ nào ta? Và mình không chắc là thịt của cô bồ câu hay thịt của cô gà lô sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình biết chắc chắn một điều, chính là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video lần sau. Và bây giờ thì